chương 791, võ thê điển. Hắc hắc, thời buổi này, bọn tiểu tử càng ngày càng ngông cuồng. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi có lai lịch thế nào, nhưng đã đến đây rồi, bất luận ngươi là cái quái gì thì đều phải bỏ mạng lại đây, cũng chẳng ai biết được ai làm đâu. Lão đại dương chiến nhìn lâm động, cười khẩy. Tiểu tử, nếu biết điều thì nhanh chóng cút đi. Chẳng may khiến dương nhị ra ta đây nổi giận thì ngươi có chết cũng khó coi lắm đấy. Dương uy cười gần một tiếng. Lâm động nhìn hai kẻ kia với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nhiều lời, chiếc đỉnh lô đỏ rực bỗng phát ra những tia sáng đỏ rực mạnh mẽ, rồi phình to ra, biến thành cái đỉnh khổng lồ. Đây chính là phần thiên đỉnh mà Lâm Động có được từ phần thiên lão nhân, nó là một món linh bảo thuần nguyên thực thụ, uy lực của nó, Lâm Động từng được chứng kiến tận mắt. Ngay đến sinh vật trong hắc khí thần bí kia cũng bị nó hoàn toàn chấn áp. Đương nhiên Lâm Động không thể được như phần thiên lão nhân, phát huy được uy năng đáng sợ của phần thiên đỉnh, vì thế thể tích của đỉnh lô vẫn kém xa hôm đó. Nhưng dù vậy, khi chiếc đỉnh phình to ra vẫn tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng kinh người chớp mắt nhiệt độ của không gian cũng tăng lên không ít nguồn chuyện xoẹt lâm động vung tay nguyên lực dồi dào chảy vào phần thiên đỉnh rồi dường như có ngọn lửa rực cháy tỏa ra luồng năng lượng nóng bỏng khi phần thiên lão nhân giao cho lâm động phần thiên đỉnh đã trừ đi ấn ký trên nó vì thế lâm động điều khiến nó khá dễ dàng tuy hiện giờ chưa đạt được mức thành thục như phần thiên lão nhân nhưng thi triển cũng không chút gượng gạo Huynh đệ Dương Thị thấy luồng năng lượng do phần thiên đỉnh tỏa ra thì cũng giật mình, rồi ánh mắt bọn chúng xuất hiện vẻ thèm thuồng. Không ngờ lại là linh bảo thuần nguyên, bọn Dương Chiến liếm môi, ánh mắt còn cháy rực hơn so với khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc. Bọn chúng thường xuyên ở trong dị ma vực, đương nhiên nhãn lực cũng bất phàm, vì thế vừa nhìn là biết phần thiên đỉnh của Lâm Động không phải là bảo vật tầm thường. Đúng là tiểu tử may mắn, không ngờ lại có trọng bảo như vậy. Chẳng trách lại nghênh ngang phách lối như thế nhưng nếu ngươi đã để lộ ra bảo vật thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây dương chiến nhách mép lạnh lùng nói dương uy ở bên cạnh cũng nở nụ cười kỳ quái nguyên lực hùng hồn dị thường từ từ tỏa ra ánh mắt nhìn lâm động không hề có chút thiện trí muốn cướp thì phải xem bản lĩnh của các ngươi hiển nhiên là lâm động cũng nhận ra ánh mắt tham lam của bọn chúng hắn cười nhạt chỉ là ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo tiểu tử đợi lát nữa là ngươi không cứng miệng được đâu dương chiến cười khẩy nhìn Dương Uy rồi cả hai gần như đồng thời biến hành hắc ảnh bay ra, tung quyền tạo thành hai đạo kình phong hung hãn ập về phía Lâm Động. Hai người bọn Dương Chiến ra tay rõ ràng không hề có ý thăm dò trước. Bọn chúng cũng không hề coi thường thực lực bát nguyên niết bàn của Lâm Động, vẫn là hai người liên thủ công kích. Bao năm nay lan lộn trong dị ma vực, bọn chúng cũng đã thấy quá nhiều kinh nghiệm vì coi thường đối thủ, mà lật thuyền trong rãnh mương rồi. Đối thủ như vậy mới là khó nhằn nhất, Lâm Động thấy vậy, trong lòng có chút ngưng trọng hai tên này tuy đáng ghét nhưng tâm thái ứng chiến khiến hắn không thể không cẩn thận. Uỳnh, đôi long rực răng rộng sau lưng lâm động, sau đó nhất thời đập mạnh, thân hình bay nhanh về phía sau, thủ ấn biến hóa. Trong phần thiên đỉnh bắn ra một cột lửa đỏ rực đánh tan quyền phong của hai kẻ kia. Công kích mạnh thật, hai người bọn dương chiến, thấy lâm động dùng thực lực bát nguyên niết bàn thúc động phần thiên đỉnh, lại có thể chặn được công kích của mình thì ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng rồi sự tham lam lập tức thay thế. Động thủ, sau một tiếng hô lớn bọn dương chiến cùng lao tới chớp mắt một cái đã xuất hiện ở hai bên trái phải lâm động ánh mắt hung hăng giơ tay tung trưởng đoạn hồn trưởng nguyên lực âm hàn ngưng tụ nơi bàn tay bọn chúng rồi đem theo vô số đạo tàn ảnh cùng kình phong mạnh mẽ ập tới lâm động thanh quang từ cơ thể lâm động bùng phát long lân nhanh chóng xuất hiện hai tay hai chân hắn cũng phình to long trưởng nắm lại nguyên lực được phóng thích toàn bộ dầm long quyền thanh sắc mạnh mẽ mà lạnh lùng đấm thẳng vào trưởng phong của bọn dương chiến vào khoảnh khắc va chạm, kình phong cuồng bạo bùng nổ, lâm động lùi sau đến mười mấy bước, thanh quang lấp lánh chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Sảng khoái, chặn được một trưởng của bọn dương chiến, lâm động ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi lên bát nguyên niết bàn, thực lực bản thân hắn cũng ngày một mạnh, có thêm nhục thể cường hãn nhờ thanh thiên hóa long quyết, hắn đã có thể giao đấu với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Tên tiểu tử này thật cường hãn, lần này sắc mặt bọn dương chiến khẽ biến đổi, Hiển nhiên bọn chúng cũng đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Động. Đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giải quyết đi. Bọn Dương Chiến nhìn nhau, ánh mắt cùng lóe lên hàn ý. Động thủ trong dị ma vực trước nay luôn coi trọng tốc chiến tốc thắng, nếu không trận đại chiến sẽ dụ đến một vài loài ma quái lợi hại, như thế thì phiền phức lớn. Nguyên lực màu xám gần như đồng thời bùng phát từ cả hai người bọn chúng, sau đó chợt biến thành một cái bóng khổng lồ phía sau, phóng ra những luồng năng lượng kinh người. Hắc hắc, tiểu tử, hai huynh đệ ta năm đó cũng vào cổ tàng, có được một số môn vũ khí viễn cổ, người có phúc khí được hưởng thụ, có chết cũng không oan uổng. Cái bóng màu xám ngưng tụ phía sau hai người tỏa ra năng lượng vô cùng hùng hồn. Đây là, đồng tử Lâm động có rút lại, lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát từ bề mặt cơ thể, rõ ràng là vũ khí mà bọn Dương Chiến thi triển không phải thứ tầm thường. Không ngờ hai tên này lại có vũ khí cường hãn như vậy. Không biết bọn chúng lấy từ đâu ra ánh mắt lâm động lấp lánh suy nghĩ trong đầu cũng chuyển động không ngừng cuối cùng cái bóng xám kia tụ lại thành hình phía sau bọn dương chiến sau đó bọn chúng quát lên võ đế điển phá sát quyền dứt lời từ trong cái bóng xám thò ra một nắm đấm cổ xưa trên đó là vô số những hoa văn cổ lão tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị quyền phong xé rách không gian phong tỏa mọi đường lui của lâm động thanh thế vô cùng kinh người sắc mặt lâm động ngưng trọng nhìn nắm đấm cổ xưa đang lao tới thanh quang cũng chào dâng biến thành hình một đầu thanh long khổng lồ, chiếc đuôi rồng quật mạnh lên cú đấm kia. Dầm, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ điên cuồng, Lâm Động lùi nhanh về sau, cơ thể đập lên vách núi tạo ra vô số khe nứt. Khá khó khăn giữ vững cơ thể, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn dương chiến với ánh mắt rực cháy, nhếch mép cười lớn, "Được, võ đế điển này, ta sẽ nhận giúp các ngươi." Dứt lời, thủ ấn của Lâm Động thay đổi, chiếc phần thiên đỉnh bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó một đạo quang trận đỏ rực bắn ra bao trùm lấy bọn dương chiến. Đồng thời, một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra từ quang trận. Cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt bọn Dương Chiến lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Trận pháp này chính là Phần Thiên Trận trong Phần Thiên Đỉnh. Chương 792, uy lực của Phần Thiên Trận. Phụt phụt, quang trận rực cháy ập xuống bao trùm lấy bọn Dương Chiến, ngọn lửa nóng rừng rực khiến những tảng đá khổng lồ trên vách núi cũng phải tan chảy ra. Phần Thiên Trận chính là một trong các sát chiêu cực mạnh của Phần Thiên Đỉnh, nếu thực lực Lâm Động mạnh hơn một chút, thì có thể hút được người vào trong phần thiên đỉnh. Sau đó bọn chúng sẽ cứ như vậy bị vây khốn trong phần thiên trận. Đến lúc đó, khai mở hoàn toàn sức mạnh của phần thiên trận, cho dù ngay cả cường giả sinh huyền cảnh cũng sẽ bị hóa thành cho bụi. Thế nhưng hiện tại đương nhiên thực lực lâm động không thể đạt được đến mức kinh khủng đó, hơn nữa hắn cũng mới chỉ có được phần thiên đỉnh, vẫn chưa thật hiểu rõ ràng về nó. Nhưng dù vậy, phần thiên trận hắn gọi ra cũng khiến bọn dương chiến phải khốn đốn rồi quang trận bao phủ lấy bọn chúng vô số những ngọn lửa rực cháy bắn ra ào ạt hai người bọn dương chiến bị vây trong phần thiên trận sắc mặt đều thay đổi sức nóng tỏa ra từ quang trận khiến bọn chúng cũng cảm thấy kinh hoàng cùng ra tay phá vỡ quang trận nhưng bọn chúng cũng là những kẻ có kinh nghiệm nhìn nhau một cái rồi gật đầu nguyên lực bùng phát hai đạo trưởng phong cuồng bạo mạnh mẽ đánh lên cùng một điểm trên quang trận dầm âm thanh trầm đục vang lên thế nhưng công kích của bọn chúng lại không có được hiệu quả gì lắm Quang trận vẫn vững vàng trước đòn tấn công của bọn chúng. Trận pháp cường hãn thật, bọn chúng nhìn thấy vậy, sắc mặt lại biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lâm động lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai người trong quang trận, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của phần thiên trận, dứt lời, thủ ấn của Lâm động thay đổi, hỏa diễm trong phần thiên trận bùng cháy, vô số những luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo dâng tràn sức nóng lan tỏa trong phần thiên trận khiến cho sắc mặt bọn dương chiến đỏ gay ánh mắt càng thêm sợ hãi bởi vì bọn chúng nhận ra sức nóng ấy đang xâm thực cơ thể mình cảm giác đó như muốn đốt trái nguyên lực trong người bọn chúng vậy trận pháp thật quỷ dị ánh mắt bọn chúng đầy vẻ sợ hãi hiển nhiên đây là lần đầu tiên gặp phải trận pháp lợi hại như thế này sức mạnh đó không ngờ lại ảnh hưởng được đến nguyên lực trong cơ thể bọn chúng mồ hôi túa ra trên trán bọn chúng gắng sức dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của sức nóng nếu lúc này cơ thể xuất hiện tình hình bất diệu gì, thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Quỳnh! Khi bọn chúng còn đang chống lại sự xâm thực thì ngọn lửa đã nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành hai cái vòi rồng bằng lửa xoay tít, vô số luồng năng lượng mang sức phá hoại kinh người lan tỏa ra xung quanh. Bạn đang đọc chuyện được copy tại đi, thấy vòi rồng lửa thành hình, ánh mắt lâm động lạnh băng, ngón tay điểm ra, hai chiếc vòi rồng lập tức nhằm thẳng bọn dương chiến mà lao tới. Sức nóng khủng bố lúc này càng trở nên cuồng bạo hơn, bọn dương chiến thấy vậy vội vàng lùi về sau nguyên lực bùng phát ấn pháp biến hóa hư ảnh màu xám lại hiện ra phía sau bọn chúng hừ thế nhưng lần này hư ảnh vừa xuất hiện thì lâm động đã cười lạnh bàn tay nắm lại sức nóng cuồng bạo lan tỏa chỉ nghe bùng một tiếng hư ảnh nổ tung nằm trong phần thiên trận rõ ràng là bọn dương chiến chịu ảnh hưởng khi thi triển vũ kỹ uỳnh ngăn cản bọn dương chiến thi triển vũ kỹ chiếc vòi rồng nhanh chóng lao tới trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng âm thanh trầm đục vang lên hai thân ảnh thảm hại bắn ngược ra sau đập lên quang trận sức nóng trên đó khiến sắc mặt của cả hai đỏ gay thậm chí hít thở cũng khó khăn vào trận pháp này rồi thì các ngươi đừng nghĩ tới việc chạy thoát lâm động nhìn bọn chúng cười lạnh trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng trước uy lực của phần thiên trận thật không hổ là linh bảo thuần nguyên nếu để lâm động giao đấu chính diện với hai người bọn dương chiến thì chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn hơn nữa nằm trong phần thiên trận sức nóng kia sẽ không ngừng xâm thực nguyên lực của bọn chúng cũng có nghĩa là càng ở lâu trong trận pháp, nguyên lực sẽ càng tiêu hao nhanh hơn, mà cứ thế mãi thì nguyên lực sẽ cạn kiệt, không còn chút khả năng phản kháng. Trong phần thiên trận, sắc mặt bọn dương chiến vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng đã hiểu tình hình của bản thân lúc này. Nằm trong trận pháp này, bọn chúng không thể thi triển được vũ kỹ, điều này đúng là đã bị lâm động giải trừ mất 5-6 phần thủ đoạn. Tiểu tử, được lắm, lần này coi như huynh đệ ta thua. Chuyện ở đây bọn ta không nhúng tay vào nữa, chúng ta hòa, thế nào, ánh mắt Dương Chiến âm u nhìn Lâm Động, trầm giọng nói. Lâm Động như cười như không nhìn Dương Chiến, ánh mắt đầy mỉa mai. Hai vị, nhìn ta giống bọn tiểu tử mới ra ngoài rèn luyện sao? Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý, bọn ta không kịp trở tay nên mới vậy. Nhưng nếu bọn ta thật sự đánh thì hôm nay ngươi chẳng tốt lành gì đâu. Dương uy quát lên. Lâm Động cười, rồi nói, thả các ngươi cũng được thôi, nhưng điều kiện là, các ngươi rào rà võ đế điển. Ngươi đừng có mơ, Dương uy biến sắc, quát lên, đó là thứ bọn ta đã phải liều mạng lấy được từ trong cổ tàng, ngươi muốn thì phải đổi bằng cái đỉnh lô của ngươi. Xem ra các ngươi không nhận ra tình hình hiện nay thì phải, lâm động thở dài, búng tay một cái, ngọn lửa trong phần thiên trận bùng cháy to hơn. Ngươi, cảm nhận được nhiệt lượng càng ngày càng lớn, bọn dương chiến cũng cảm thấy nguyên lực đang dần mất đi càng ngày càng nhanh, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều. Được, cho ngươi võ đế điển, ngươi thả hai huynh đệ ta ra, dương chiến nghiến răng, rồi hét lên, Đại ca, Dương Uy nghe thế giật mình, định nói thì Dương Chiến ngăn lại, mạng sống là quan trọng nhất, mắt Dương Uy lóe hung quang, rồi cũng gật đầu. Lâm Động nheo mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh hàn quang khó nhận ra. Dương Chiến nắm tay lại, một miếng hắc ngọc hiện ra, cánh tay khẽ động, hắc ngọc biến thành hắc quang bay về phía Lâm Động. Vút, hắc ngọc bay ra khỏi trận pháp, loáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Động, thấy vậy hắn cười rồi đưa tay ra định cầm lấy. Bùm, Dương Chiến thấy hành động của Lâm Động thầm cười khẩy, thủ ấn biến hóa miếng hắc ngọc nổ tung một đạo hư ảnh kim quang bắn ra với tốc độ chớp giật lao thẳng về phía cổ họng lâm động nguyên thần thế này hơi yếu thì phải biến cố bất ngờ khiến lâm động thoáng cho mày nhưng ánh mắt không hề có chút hoảng loạn hắn nhách mép tâm thần khẽ động một đạo kim quang bắn ra đâm thẳng vào đạo kim quang kia bùm đạo kim quang đang lao tới lọ tức bắn ngược về sau kim quang yếu đi nhiều cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh kim quang cỡ bàn tay hình dáng giống hệt dương chiến hiển nhiên là nguyên thần mà hắn tu luyện được nhưng so với lâm động thì nguyên thần của hắn mơ hồ hơn nhiều người cũng tu luyện được nguyên thần đòn đánh lén bị chặn lại sắc mặt dương chiến kịch biến hắn chấn kinh nhìn nguyên thần trước mặt lâm động khốn kiếp dương chiến nghiến răng chửi rồi nhanh chóng thúc động tâm thần định thu hồi lại nguyên thần đã gọi ra rồi thì về làm gì lâm động thấy thế cười nhạt bàn tay đưa ra một đạo hắc quang bắn ra từ lòng bàn tay biến thành một cái hắc động xuất hiện phía trước nguyên thần của Dương Chiến, lực thôn phệ dâng tràn hút nó vào trong. Phụt, khi nguyên thần vừa bị hắc động hút vào, sắc mặt Dương Chiến ngay lập tức tái nhợt, một ngụm máu bắn ra, khí tức yếu đi hẳn, vẻ mặt đầy kinh hãi. "Thôn vệ tổ phù." Giọng nói đầy kinh hãi phát ra từ Dương Chiến. Nhãn lực cũng không tệ, Lâm Động khẽ mỉm cười, thu thôn vệ tổ phù về rồi cúi nhìn bọn Dương Chiến, cười, thời gian cũng kéo dài đáng kể rồi, hai vị cùng nhau xuống dưới kia làm bạn đi dứt lời, nụ cười Lâm Động trở nên lạnh băng, thủ ấn biến hóa, phần thiên trận lập tức xoay tròn, rồi một luồng hỏa diễm cùng bạo tựa dung nham cuộn trào bên trong phần thiên đỉnh, nuốt gọn hai người bọn Dương Chiến. Á, à, tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng cũng vang lên ngay sau đó. Chương 793, Võ Đế. Ngọn lửa nóng bỏng dị thường bùng nổ, sức nóng đó khiến cả vách núi tan chảy thành một cái hố khổng lồ. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn lửa rực cháy tiếng kêu thảm thiết trong ngọn lửa kéo dài một khoảng thời gian rồi biến mất hoàn toàn, hai đạo khí tức cũng theo đó tan biến theo. Ngọn lửa cháy thêm một lúc rồi bắt đầu tắt dần, hai thân ảnh bên trong đã biến thành tro bụi. Hai cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đã bị Phần Thiên trận thiêu thành tro. Không hổ là linh bảo thuần nguyên, Lâm Động nhìn cảnh tượng đó không khỏi chép miệng một cái. Uy lực của Phần Thiên đỉnh thật khủng bố, thậm chí có thể nói là mạnh hơn Thiên Hoàng cầm của Ứng Hoan Hoan một bậc. Nhưng tiêu hao nguyên lực nhiều quá. Phần thiên trận không duy trì quá lâu, nhưng nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đã tiêu hao không ít. Xem ra tuy uy lực của linh bảo thuần nguyên lớn nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Chẳng trách ứng Hoan Hoan dùng Thiên Hoàng cầm lại vất vả như thế. Quang trận lúc này cũng dần tan biến đi, cuối cùng biến thành một đạo hỏa quang chui vào phần thiên đỉnh. Sau khi hỏa quang biến mất, hai cái túi càn khôn hiện ra. Trước đó, khi khởi động phần thiên trận, Lâm Động luôn luôn quan sát mọi động tĩnh bên trong nó bởi vì hắn rất có hứng thú đối với võ đế điển của bọn dương chiến, nên đã dùng một chút tâm thần bảo vệ túi càn khôn của bọn chúng. Nếu không thì hai cái túi này cũng đã hóa thành cho rồi. Lâm động vẫy tay, hai cái túi càn khôn bay tới tay hắn, hắn dùng tinh thần lực tiến vào trong kiểm tra một lượt. Thường thì túi càn khôn đều có lạc ấn tinh thần của chủ nhân nó, nhưng hiện tại bọn dương chiến ngay cả nguyên thần cũng đã tan thành cho bụi, đương nhiên lạc ấn cũng tan biến đi mất, vì thế tinh thần lực của lâm động không gặp chút trở ngại nào, dễ dàng tiến vào trong tìm kiếm. Trong túi càn khôn của bọn Dương Chiến rất nhiều đồ tạp loạn, nhưng thu hoạch cũng phong phú, có không ít vũ kỹ, nhưng ít thứ lọt được vào mắt Lâm Động. Khoảng 10 phút sau thì trong tay Lâm Động mới hiện ra một miếng ngọc màu xám, thấp thoáng tỏa ra năng lượng kỳ dị, hoàn toàn giống với thứ vũ kỹ bọn Dương Chiến thi triển ban nãy. Chính là nó rồi. Lâm Động nắm trong tay miếng ngọc, gương mặt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của võ đế điển này. Môn vũ kỹ này chắc chắn đã đạt được đến tầng thứ thiên vũ kỹ. Chỉ có điều bọn Dương Chiến vẫn chưa sử dụng thuần thục, bằng không thì dù cho Lâm Động có phần thiên đỉnh, thì cũng khó lòng giải quyết được bọn chúng. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tiến vào trong miếng ngọc. Tinh thần lực vừa tiến vào thì trong đầu Lâm Động bỗng vang lên tiếng u, sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, cảnh tượng thay đổi biến thành một bầu trời sao rộng lớn. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lâm Động có chút kinh ngạc, có lẽ đây là ấn ký tinh thần bên trong miếng ngọc. Bầu trời sao rộng lớn bỗng biến dạng, một bóng người từ thinh không bước ra bóng người kia càng tiến gần, thì Lâm Động mới nhận ra được người này mặc áo xám, thân hình cao lớn, dáng vẻ không tuấn giật nhưng rất khí thế, ánh mắt hắn dường như còn sáng hơn cả bầu trời sao. Bóng người đó đứng dưới bầu trời sao, chân bước ra, quyền ảnh vung lên, một bộ vũ kỹ huyền ảo được thi triển theo từng bước chân. Trong khi bóng người kia thi triển vũ kỹ, thì bầu trời sao giống như cũng rung lên theo. Khi vũ kỹ thi triển, trong không gian bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn như, vọng lại từ thời viễn cổ, cả cuộc đời ta chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, chiến đấu 3.800 trận, không thắng trận nào. Giai đoạn 2, chiến đấu 5.300 trận, thua 5.000 trận. Nghe câu này lâm động vô cùng ngạc nhiên, thực lực vị tiền bối này có thật sự cường hãn hay không? Như thế nào lại chiến đấu hơn 9.000 trận mà chỉ thắng có 300? Giai đoạn cuối chiến đấu 8.000 trận, thua 10 trận, khi câu nói đó vang lên. Một lần nữa lâm động lại tràn ngập sự kinh ngạc, hắn hít vào một hơi sâu, Chiến đấu ngàn trận mà chỉ thua 10 trận, khoảng cách trước và sau thật quá lớn, nhưng người này cũng thật là hiếu chiến, Lâm Động chỉ biết tặc lưỡi. Ngoài ra hắn cũng hiểu, qua từng trận giao chiến thất bại, vị tiền bối này đã nhận ra điểm còn yếu của bản thân rồi rèn luyện khắc phục. Hiển nhiên khoảng thời gian về sau ông ta đã có thể là một vị đại tông sư, chắc hẳn cũng có thể coi là cường giả cấp bậc cao nhất trong thiên địa này, những người thắng được ông hiển nhiên là không nhiều. Đương nhiên, điều khiến Lâm Động thấy hiếu kỳ là 10 trận thua kia là, thua những người cấp bậc thế nào? khi ta còn sống người đời gọi là võ đế toàn bộ sở học cả cuộc đời ta được ta dung nạp các loại vũ kỹ tự tạo ra một bộ võ đế điển trong cuộc chiến thiên địa đã dùng bộ vũ kỹ này chảm chín tướng ba vương tuy cuối cùng vong mạng nhưng cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ sắc mặt lâm động lúc này cũng trở nên ngưng trọng thậm chí cảm thấy có chút kinh hãi võ đế đúng là nhân vật nghịch thiên có thể một mình giết chín tướng ba vương bản lĩnh này chắc ở thời viễn cổ cũng thuộc hàng ngũ đỉnh phong với sinh vật chưa biết là gì kia lâm động cũng có hiểu biết một chút sinh vật tương tự thứ bị phần thiên lão nhân chấn áp có lẽ thuộc cấp tướng còn thứ bị chấn áp dưới đại hoang vu bi là cấp vương tuy võ đế sau khi lập được thành tích đó thì đã qua đời nhưng chắc chắn thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới kinh thiên hãi tục võ đế điển người bình thường khó có thể tu luyện nếu hậu nhân nào có được vũ kỹ của ta nếu chưa đạt được cảnh giới đại thành thì không thể gọi là có được truyền thừa của ta câu nói trầm đục cuối cùng mang đầy ý tự hào hiển nhiên vị võ đế này cũng là người khá cao ngạo không muốn vũ kỹ của mình thuộc về kẻ bất tài làm lu mờ ánh sáng của nó sau khi câu nói ấy chấm dứt bóng người kia cũng đánh xong quyền cuối cùng lập tức bầu trời sao dung chuyển dữ dội những ngôi sao trên trời ầm ầm lao xuống như sao băng phù lâm động hít vào một hơi sâu ánh mắt có phần chấn động võ đế đúng là danh bất hư truyền vũ kỹ này rơi vào tay bọn dương chiến đúng là có phần thiệt thòi quá sao rơi ào ạt không gian cũng vỡ vụn cảnh tượng xung quanh thay đổi tầm mắt của lâm động lại trở lại giữa lưng trời trong sơn cốc đồ tốt a à, lâm động nắm chặt miếng ngọc một lúc lâu miệng nhếch lên cười nhạt vũ kỹ mà bóng người đó thi triển hắn đã nhớ hết trong đầu khí tức của nó tuyệt đối mạnh hơn đại hoang nhân thiên thủ của lâm động rất nhiều thu hoạch này đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn võ đế tiền bối vũ kỹ của ngài rơi vào tay vãn bối chắc chắn sẽ không làm hỏng danh tiếng của nó đâu lâm động tự nhủ võ đế có ngạo khí của mình nhưng lâm động cũng có cái cao ngạo của hắn hắn không muốn tranh cao thấp với võ đế nhưng vũ kỹ này đã rơi vào tay hắn thì chắc chắn hắn sẽ phát huy được uy lực mạnh nhất của nó bạn đang đọc chuyện tại ww chuyện phun lâm động lật tay cất miếng ngọc vào túi càn khôn rồi từ từ đáp xuống ngồi cạnh thái thanh tiên chỉ đợi lăng thanh chúc trị thương xong o không o nửa giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua cặp mày lâm động dần nhíu lại cuối cùng hắn mở mắt ra nhìn về phía thái thanh tiên chỉ lúc này vẫn chẳng có chút động tĩnh dường như trong đó quá yên tĩnh Lâm Động lại nhắm mắt nửa giờ nữa, cuối cùng hắn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thái Thanh Tiên Trì, lẩm bẩm, hình như không ổn rồi, hắn đứng đó do dự một lúc rồi nhảy tùm xuống nước. Chương 794, biến cố dưới đáy hồ. Tùm, Lâm Động vừa nhảy vào Thái Thanh Tiên Trì, thì liền cảm nhận được một luồng năng lượng trong mát mà đặc biệt từ tứ phía tràn tới. Sau đó không ngừng nghỉ chui vào cơ thể hắn. Khi luồng năng lượng kỳ lạ kia tràn vào, Lâm Động có thể cảm nhận được một cảm giác đau nhói dâng lên, nhưng cái cảm giác đau ấy không phải cái đau của việc bị thương, mà ngược lại có cảm giác thoải mái lan tỏa, cảm giác như khi vết thương đang dần dần được trị lành vậy. Đây là chức năng trị thương cường hãn thật, gương mặt Lâm Động hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Vì hắn cảm nhận được nơi có cảm giác đau chính, từ những thương thế lâu ngày đã ăn sâu trong cơ thể hắn. Bao năm nay Lâm Động đã giao chiến với vô số người, huyết chiến cũng không ít, đương nhiên trong cơ thể sẽ có vô vàn thương thế lớn nhỏ. Tuy một số thương thế nặng có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng nói cho cùng cũng có ẩn tàng một số vết thương ngầm bình thường những vết thương nhỏ này lâm động không cảm thấy gì cũng không gây trở ngại gì lớn nhưng nếu tích tụ lại nhiều đến một mức độ nào đó bùng phát thì không phải chuyện nhỏ vì thế lâm động mới cảm thấy mừng rỡ như vậy khi thương thế ngầm trong cơ thể được thái thanh tiên trì mạnh mẽ hóa giải xem ra lần này đã bất ngờ giải quyết được những vấn đề có thể khiến hắn đau đầu sau này lâm động thầm thở phào một hơi rồi một chút lực thôn phệ dần lan tỏa ra thứ năng lượng kia chui vào cơ thể hắn nhanh hơn. Lâm động cũng không bận tâm nhiều nữa, dùng nguyên lực bắt đầu tìm kiếm Lăng Thanh Trúc. Sao không thấy người đâu? Tuy hiện giờ ở dưới nước Lâm động vẫn nhìn rõ bốn phía xung quanh, nhưng điều khiến Lâm động thấy lạ là dưới hồ không thấy bóng dáng Lăng Thanh Trúc đâu. lẽ nào xuống dưới nữa rồi? Lâm động nhìn xuống đáy hồ tối đen, nhíu mày lại một cái, chân trừ một chút rồi thân hình được bao bọc bởi thanh quang nhanh chóng bơi xuống dưới. Bề mặt Thái Thanh Tiên chỉ không lớn, nhưng dưới đáy lại vô cùng rộng rãi hơn nữa còn có không ít thủy đạo, địa hình vô cùng phức tạp. Lâm Động bơi qua các thủy đạo, tinh thần lực cũng khởi động thuận theo cảm ứng điều chỉnh phương hướng. Tìm mãi mười mấy phút mà chẳng được gì, cảm giác này khiến Lâm Động cau mày lại, dường như tình hình không bình thường. Hửm, trong lòng có chút bất an, thần sắc của hắn bỗng nhiên thay đổi, tinh thần lực dường như cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nhìn về hướng phía dưới bên trái, sau đó thân hình nhanh chóng nương theo dòng thủy lưu bơi tới. Tốc độ bơi của Lâm Động rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã tới nơi hắn cảm thấy có dị động. Nhất thời hắn nhìn thấy ở dưới đáy nước có một quầng sáng màu bích lục trong vắt tựa, như phỉ thúy, trong đó là một cỗ ngọc thể đang cuộn tròn. Mái tóc dài xõa xuống lưng, nhìn từ xa giống như mỹ nhân ngư đang say ngủ vậy. Mà đó lại chính là Lăng Thanh Trúc ban nãy đã phóng vào Thái Thanh Tiên Trì. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, lầm động thở vào một tiếng. Nhưng rồi đồng tử hắn chợt có rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới Lăng Thanh Trúc, có vô số những tia sáng màu bích lục bắn ra, nối liền với quần sáng quanh người lăng thanh trúc. quả nhiên có cổ quái. thấy vậy, ánh mắt lâm động tối sầm lại. hắn vung tay lên, một luồng kình phong cuộn lên bên dưới đáy hồ, quét đi đám bùn đất đẩy bên dưới, để lộ ra một bộ xương trắng nằm thẳng dưới đáy. trên bộ xương đó lan tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt, còn những tia sáng màu bích lục kia phát ra từ bộ xương và nối liền với thân thể lăng thanh trúc. tại chỗ kết nối không ngừng có ánh sáng lấp lánh, dường như có thứ gì đó từ cơ thể Lăng Thanh Trúc đang chậm rãi chảy vào trong bộ xương kia. Lâm Động nhìn bộ xương chằm chằm, đôi mắt đen của hắn lúc này phản chiếu ánh bích lục, hắn mơ hồ phát hiện ra, dường như bộ xương đó đang hấp thụ sức sống của Lăng Thanh Trúc. Đồng tử hắn co rút lại, bàn tay chém mạnh xuống, trưởng phong bắn thẳng lên chùm sáng xanh lục kia. Uỳnh, thế nhưng trưởng phong có thể chặt vỡ núi đá của hắn, khi đánh lên chùm sáng lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bắn ngược trở ra. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn bơi nhanh đến gần chùm sáng, lực thôn phệ bùng lên trên bàn tay, sau đó hắn tóm lấy chùm sáng. Phụt phụt, trên chùm sáng đó lập tức bốc lên khói trắng, lực thôn phệ thẩm thấu vào trong, thôn phệ đi sức mạnh trong đó. Rắc, cuối cùng, luồng ánh sáng bích lục cũng nhanh chóng tối lại, sau khi phát ra mấy tiếng giòn tan liền nổ tung. Ánh sáng quanh người Lăng Thanh Trúc cũng nhanh chóng biến mất, nhưng đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Lâm Động tiến lại ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng, thân thể của nàng ta lúc này đã lạnh toát khiến tim hắn nhói lên một cái ánh mắt hắn không kìm được nhìn lại một lượt sau đó hắn hít sâu một hơi lấy ra một chiếc áo bào rộng bọc lấy cơ thể khiến tà hỏa trong người hắn không ngừng bùng cháy kia ôm lấy thân thể của lăng thanh trúc vào lòng lúc này lâm động cũng không kịp nghĩ nhiều ánh mắt cảnh giác nhìn bộ xương dưới đáy hồ lúc này nó đang rung lên một cách quỷ dị sau đó bỗng nhiên ngồi bật dậy trong hai hốc mắt có ánh sáng lờ mờ quỷ dị nhìn thấy vậy tim lâm động nhất thời lạnh đi khí tức cổ xưa tỏa ra từ bộ xương cho thấy chắc chắn nó đã tồn tại từ thời viễn cổ cho đến bây giờ. Nhưng mấy năm nay Lâm Động cũng từng thấy một vài thứ truyền lại từ thời viễn cổ, nhưng lần đầu nhìn thấy thứ gì đã biến thành bộ xương rồi mà vẫn động đậy được, hiển nhiên người này lúc chết đã có ý niệm lưu lại cực mạnh. Lâm Động nhìn bộ xương với ánh mắt ngưng trọng, định ôm Lăng Thanh trúc rời khỏi nơi quỷ dị này, thì hắn bỗng nhìn thấy bộ xương chợt cứng đờ lại, sau đó xương cốt bắt đầu nứt ra, cuối cùng bùng một tiếng tan thành mây khói. Đúng lúc ấy dường như Lâm Động nghe thấy một tiếng kêu thét không cam tâm lan tỏa ra dưới đáy hồ lâm động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó xem ra bộ xương kia kiên chỉ được đến lúc này đã là cực hạn tiếng kêu vừa rồi đã tiễn hắn về với hư vô nhưng khi lâm động vừa thở phào thì nơi bộ xương tiêu tan kia bỗng bắn ra một chùm sáng bích lục rồi vút một tiếng lao thẳng về phía lâm động lâm động nhìn chùm sáng đầy cảnh giác đột nhiên hắn phát hiện ra dường như đó là một đạo linh ấn vô cùng huyền ảo nào đó hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào trong đó đây là linh ấn a Linh ấn chính là tinh hoa của một số cường giả thực lực cực mạnh, sau khi chết để lại, cũng có thể nói là kỳ bảo vô cùng hiếm có. Hồi đó ở không gian viễn cổ, Tô Nhu cũng có được một đạo linh ấn mới có được thành tựu như hiện giờ, và đó mới chỉ là một phần nhỏ thực lực mới được đánh thức mà thôi. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm. Đối mặt với thứ bảo vật này, cho dù là lâm động cũng phải động lòng. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ bắt lấy nó, thì luồng ánh sáng kia bỗng tránh né hắn, sau đó chui thẳng vào người lăng thanh trúc. Xem ra nó không có duyên với mình, Lâm Động lắc đầu cười cười, cơ duyên lớn như thế này, lúc nào hắn cũng bỏ qua mất, Lâm Động cũng không nghĩ nhiều nữa, định ôm Lăng Thanh Trúc rời đi thì bỗng cảm thấy người trong lòng mình khẽ động một cái. Cúi xuống thì thấy đôi mắt mở to và gương mặt đỏ bừng của Lăng Thanh Trúc. Hai ánh mắt gặp nhau, rồi cả hai cùng trầm mặc một cách kỳ lạ. Chương 795, hậu quả. Dưới đáy hồ, hai ánh mắt sáng ngời nhìn nhau, không khí trầm mặc kỳ lạ cứ kéo dài như thế. Lúc này hiển nhiên Lâm Động có chút lúng túng. Tuy giữa hai người đã từng xảy ra chuyện hoang đường đó, nhưng lúc đó dù sao cũng là Lăng Thanh Trúc bị trúng bùa, còn hiện tại rõ ràng hai người rất tỉnh táo. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình dường như đang nóng dần lên, chiếc áo bọc bên ngoài dường như không có hiệu quả che chắn là mấy. Nhiệt độ đó cũng khiến hơi thở của Lâm Động trở nên nặng nề hơn. Hiển nhiên, chỉ cần là nam nhân bình thường, trong tình huống này chắc cũng không thể duy trì được tâm thái bình tĩnh, thả ta ra hiển nhiên lăng thanh trúc cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ đó của lâm động ánh mắt lóe lên chút sợ hãi rồi nàng vùng ra hét lên trước hoàn cảnh đặc biệt này rõ ràng lăng thanh trúc cũng mất đi sự bình tĩnh lạnh lùng trước kia đồng thời nàng cũng quên mất khi một nữ tử cao ngạo lạnh lùng lại thể hiện mặt yếu đuối hiếm thấy thì sẽ có sức hấp dẫn với nam nhân đến mức nào khi nữ thần mất đi vòng sáng biến thành nữ nhân yếu đuối sẽ khiến bọn chúng sinh điên đảo vì vậy khi nàng vừa dứt lời nàng không chỉ không được Lâm Động thả ra, mà đôi mắt hắn lại bùng cháy dục hỏa, rồi mắt nàng mở to, gương mặt Lâm Động ngày một gần, cánh tay hắn giữ chặt lấy nàng, cuối cùng nàng cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của Lâm Động đã ép lên môi nàng một cách cực kỳ bá đạo. Sức nóng truyền tới từ miệng khiến toàn thân Lăng Thanh Trúc thoáng cứng ngắc, nhưng rồi rất nhanh nàng sực tỉnh, bàn tay như vuốt mèo lướt qua lưng Lâm Động để lại một vệt máu, cơ thể cũng vùng vẫy mãnh liệt. Thế nhưng Lâm Động không hề để tâm, hai tay như hai gọng kềm ôm sát nàng vào lòng bịch 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 hai tay lăng thanh trúc không ngừng đánh lên ngực lâm động âm thanh trầm đục khiến người ta phải giật mình có thể thấy lăng thanh trúc lúc này đã vô cùng giận dữ thực lực lăng thanh trúc rất mạnh một trận trưởng phong đánh tới cho dù là lâm động cũng khó lòng chịu đựng nổi hắn ngả người về phía trước khiến cơ thể hai người gần nhau hơn rồi hắn tách môi ra hầm hầm nhìn nữ nhân trong lòng mình thở nặng nề nói còn động đậy nữa là ta ra tay đấy ngươi dám lăng thanh trúc đầy vẻ giận dữ nghiến răng nói nhưng dù nói thế nàng vẫn giảm nhẹ mức dễ dụa, dường như thật sự sợ Lâm Động phát điên. Lâm Động hé miệng cười, cảm giác từng cơn đau trước ngực nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái. Năm năm rồi, nữ nhân năm đó khiến hắn ngước mắt nhìn không chạm tới được, giờ đã khuất phục trước hắn một lần nữa. Thứ khoái cảm này thật sự còn sảng khoái hơn khi giết được Lâm Lang Thiên rất nhiều. Lâm Động, ngươi muốn chết phải không? Giọng nói Lăng Thanh Trúc bỗng trở lên âm u lạnh lẽo. Lâm Động nhìn xuống, gương mặt giận dữ ngượng ngùng đã biến mất, Thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc, sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, vừa rồi hắn khiến Lăng Thanh Trúc không thể phản kháng được chẳng qua vì nàng đang hoảng loạn, khi nàng thật sự bình tĩnh, với thực lực của nàng thì Lâm Động chẳng thể nào làm được gì. Bùm, Lâm Động dự liệu quả nhiên không sai, khi Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại, một luồng năng lượng nguồn hồng bùng phát, đánh bật tay của Lâm Động ra, thậm chí cả người hắn cũng phải lùi về sau mấy bước. Lăng Thanh Trúc nhanh chóng thoát khỏi Lâm Động, cả người lùi về sau, gương mặt xinh đẹp lúc này bị bao trùm bởi sương lạnh. Rõ ràng Lâm Động đã khiến nàng vô cùng giận dữ, Lâm Động nhìn sắc mặt Lăng Thanh Trúc, đầu óc cũng chợt bừng tỉnh lại, trong lòng thầm kêu không hay. Đột nhiên Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại, một thanh trường kiếm hiện ra, năng lượng mạnh mẽ dâng trào. "Chạy thôi." Lâm Động nhìn thấy thế, ra đầu tê dại, xem ra nữ nhân này sắp phát điên rồi. Hắn cũng không do dự nữa, quay người bay ra khỏi hồ. Hắn không nghĩ lúc này Lăng Thanh Trúc ra tay sẽ nể mặt mình nữa. Vút vút khi lâm động vừa bay ra thì hai đạo kiếm quang đã bắn tới sượt qua người hắn vẽ ra trong hồ hai đường thủy đạo khổng lồ lâm động ta phải giết ngươi giọng nói lạnh lùng xem lẫn giận dữ ngượng ngùng vọng tới lâm động cảm nhận được kiếm quang đang lao tới như vũ bão soạt hiển nhiên lâm động sẽ không ngu ngốc đứng lại chịu đòn đôi cánh long rực răng rộng toàn lực bay đi phía sau là vô số đạo kiếm quang truy kích thái thanh tiên chỉ trong sơn cốc vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng không duy trì được bao lâu trong nước hồ bỗng xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ, sau đó một thân ảnh bao phủ đầy thanh quang bay ra. Ngay sau đó vô số những đạo kiếm quang bắn tới, đâm sầm lên vách núi để lại những hố sâu đen ngòm khổng lồ. Lâm Động thoát khỏi hồ nước, nhìn đống tàn tích xung quanh, khóe miệng không khỏi co giật. Lăng Thanh Trúc phát điên lên thì ra đáng sợ thế này. Bùm, bề mặt Thái Thanh Tiên trì nổ tung, vô số những dòng nước chuyển động, sau đó một thân ảnh hiện ra, tiếp đó là chiếc áo bào đen ướt sũng bay ra, bộ váy trắng nhanh chóng phủ lên ngọc thể khi là nước rút xuống thì một nữ tử tuyệt mỹ đứng phiêu phủ trên không trung, thanh sắc đổ xuống, chỉ là gương mặt tuyệt đẹp vẫn phủ một lớp xương lạnh. Vút, Lăng Thanh Trúc tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như băng nhìn Lâm Động, không nói nửa lời, vung kiếm lên, lại một đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn tới Lâm Động. Lâm Động vội vàng tăng tốc tới cực hạn lùi về phía sau, không ngừng tránh né công kích. Ta xuống đó cứu nàng mà, sao lại dã man như vậy? Trong lúc tránh đòn, Lâm Động cũng không ngừng lên tiếng giải thích. Nếu ta không xuống thì nàng đã bị thứ dưới đó hút hết sức sống rồi. Ta lo lắng cho nàng thôi mà." Lăng Thanh Trúc nghiến răng, lạnh lùng nói, "Điều đó có liên quan gì đến hành động vừa rồi của ngươi?" Lâm Động nghẹn họng. Đúng là lúc nãy trong lòng hắn bùng lên tà hỏa, không thể kìm chế nổi. Cho dù hắn có mặt dày thế nào cũng chẳng thể tìm được cớ mà thoái thác. Hừ, Lăng Thanh Trúc thấy vậy hừ lạnh một tiếng, rồi lại chém một kiếm xuống. Một đường kiếm quang mấy chục trượng oanh kích thẳng về phía Lâm Động bạn đang đọc truyện tại WWW, chuyện phun lâm động thấy thế thở dài bất lực sau đó không có y tránh né nữa dường như hắn định mạnh mẽ hứng lấy một kiếm này vút kiếm quang bay tới nhưng khi nó sắp chạm vào người lâm động thì lăng thanh trúc chợt nghiến răng ngón tay điểm ra kiếm quang chuyển hướng sượt qua người hắn đâm thẳng xuống mặt đất tạo ra một cái rãnh lớn lâm động thở phào một cái sau đó ngẩng đầu lên nhìn lăng thanh trúc xả hết giận chưa, uỳnh uỳnh Lâm Động vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng có thanh âm uỳnh uỳnh vang lên. Ngay sau đó đầu quái xà ba đầu trước đó bị dụ đi, hiện tại đang trườn về sơn cốc. Khi thấy hai người, ánh mắt nó tràn ngập sát ý, vèo, Lâm Động nhìn thấy đầu quái xà quay lại, vừa định ra tay thì một đạo quang ảnh bay ra, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, vô số đạo kiếm quang bắn ta từ. Thanh kiếm trên tay lăng thanh trúc, sau đó ập tới đầu quái xà. Rào rào, đối mặt với công kích mạnh mẽ không chút nương tay của lăng thanh trúc, đầu quái xà kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra tung tóe. Rất nhanh đầu quái xà thực lực sánh ngang với Lôi Thiên đã bị chém thành vô số khúc, Lầm Động sững sờ, nhìn đầu quái xà có hậu quả thê thảm, rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc đang dần thu lại sự lạnh lùng, nhất thời ra đầu cảm thấy tê dần. Dường như nữ nhân này đang dùng hành động để nói với hắn, đây chính là hậu quả khi khiến nàng phát nộ. Chương 796, động thủ. Quỳnh, đầu quái xà thể tích khổng lồ đổ ịch xuống đất, máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Gương mặt Lăng Thanh Trúc lạnh băng đáp xuống, sau đó đến bên cạnh Thái Thanh Tiên Trì lấy tay vẫy nước rửa sạch kiếm. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, khẽ gãi gãi mũi. Xem ra lần này Lăng Thanh Trúc đã thật sự nổi giận, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Nếu hôm nay là người khác thì Lâm Động, dám đảm bảo tình cảnh sẽ thê thảm chẳng khác gì đầu quái xa kia. Trên thế gian này có lẽ chỉ có mỗi mình Lâm Động là có thể nhiều lần khiêu khích giới hạn của nàng như vậy quan hệ không rõ ràng của hai người hiển nhiên đã khiến hai bên không thể coi đối phương như những người bình thường khác, đó cũng là lý do Lăng Thanh Trúc liên tục nhẫn nhịn lâm động như vậy. Dòng nước chảy xuống từ thanh kiếm tạo lên những đường gợn sóng trên mặt hồ, Lăng Thanh Trúc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành của mình dưới mặt hồ, khẽ cắn môi, khóe miệng dường như vẫn còn cảm giác ấm nóng lúc trước. Hắn ta lúc nào cũng phá vỡ tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ của nàng. Lăng Thanh Trúc có phần sững sờ, chuyện xảy ra 5 năm trước quả thật đã phá vỡ quỹ đạo bình thường của hai người. Nàng vốn tưởng với tính cách của mình thì sẽ giống như sư phụ nói, có thể tâm như mặt gương không vướng bụi trần, nhưng mà sau chuyện đó, tấm gương sáng trong trong tim nàng đã vương một hạt bụi nhỏ bé. Lăng Thanh Trúc dùng thời gian 5 năm để che giấu thật sâu hạt bụi đó, khi mà nàng tưởng đã quên được nó, thì thân ảnh dường như đã nhạt nhòa kia lại một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt nàng, với phong thái kiên nghị dị thường. Gã thiếu niên yếu đuối năm đó bất giác đã đuổi kịp bước chân nàng. Trong 5 năm hắn đã thay đổi không ít, nhưng sự cố chấp năm xưa không hề giảm đi. 5 năm trước, gã thiếu niên thảm hại trước mặt Lâm Lăng Thiên, hiện giờ đã trở thành đệ tử kiệt xuất nhất của đạo tông, thậm chí thành tựu của hắn có thể coi là đỉnh cao trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền vực, đương đại. Sự lột xác này khiến Lăng Thanh Trúc có lúc cũng không thể coi thường, nàng biết muốn gạt bỏ người này ra khỏi thế giới của mình một lần nữa, có lẽ không phải chuyện đơn giản. Lăng Thanh Trúc khẽ mím môi, ánh mắt có phần phức tạp đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau thân thể bất giác cừng đờ nhanh chóng thu lại ánh mắt phức tạp kia lầm động tiến lại sau đó ngồi xuống bên cạnh lăng thanh trúc hắn ngoảnh sang nhìn bỗng cười nói còn nhớ lời ta nói năm năm trước không quên rồi lăng thanh trúc hơi cụp mắt xuống lạnh nhạt nói bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vn trước đây ta biết khoảng cách giữa ta và nàng lớn đến thế nào nên ta mới nỗ lực bằng mọi cách để rút ngắn cái khoảng cách đó Năm đó, sau khi nàng bỏ đi, ta cũng rời khỏi Viêm Thành, một mình sông pha rèn luyện. Hồi đó trong lòng ta có hai mục tiêu, một là giết Lâm Lang Thiên hai là đứng trước nàng, một lần nữa lặp lại câu nói của năm xưa. Gã thanh niên ngồi bên hồ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, cười nói, "Ta không muốn khoe khoang gì với nàng cả, chỉ là muốn nói sự phán định của nàng năm năm trước của nàng, về ta đã hoàn toàn sai lầm. Ta đã làm được việc nàng cho rằng ta không thể." Lăng Thanh chúc lướt nhẹ ngón tay trên thanh trường kiếm ngoảnh sang nhìn gã thanh niên có nụ cười sán lạn, trầm mặc một lúc lâu mới khẽ. Nói, vì câu nói đó mà ngươi đã liều mạng trong năm năm nay. Ngươi phải biết là trên con đường đó, có lẽ có rất nhiều lần nếu như thất bại, ngươi sẽ không có cơ hội làm lại nữa. Cuối cùng ta cũng thành công, lâm động vươn vai, hắn ra khỏi đại hoang vực, ra khỏi vương triều đại viêm, tiến vào bách triều đại chiến. Cuối cùng là đông huyền vực, đương nhiên có vô vàn khó khăn nguy hiểm, nhưng hắn đã thành công. Năm đó ta từng nói, nữ nhân ta đã ngủ cùng, nhất định phải là nữ nhân của ta. Câu nói này đúng là có phần dung tục, nhưng mà, Lâm Động cười nhạt, mắt vẫn nhìn Lăng Thanh Trúc chằm chằm, nàng là nữ nhân của ta, xoẹt, tia nước tung lên, thanh trường kiếm sáng loáng đem theo hàn khí lãnh liệt chỉ thẳng vào cổ họng Lâm Động, Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ không động thủ với ngươi sao? Lâm Động không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, ánh mắt không hề có dấu hiệu nhún nhường. Lăng Thanh Trúc nghiến răng, cuối cùng vẫn thu lại thanh kiếm, bàn tay nắm lại, sau này ít nói câu đó đi, nếu câu nói này truyền đến tai sư phụ ta, thì cho dù ngươi có là đệ tử của đạo tông, sư phụ cũng sẽ giết ngươi, lâm động cho mày. Cửu thiên thái thanh cung ta, mỗi đời tông chủ đều phải tu luyện tâm cảnh phẳng lặng như gương, không vướng bụi trần. Chuyện của chúng ta, nếu sư phụ biết được thì nhất định sẽ ra tay giúp ta trừ bỏ bụi trần. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào Lâm Động, nói, "Mà ngươi chính là bụi trần trong lòng ta. Cái gì mà tâm cảnh phẳng lặng như gương?" Bàng Môn Tả Đạo lâm động khẽ cho mày sau đó liếc nhìn lăng thanh trúc vậy nàng nghĩ hạt bụi trần này trong lòng nàng nên trừ bỏ như thế nào lăng thanh trúc sững người nàng vốn tưởng vấn đề này căn bản không cần nghĩ nhiều liền có thể trả lời nhưng lúc này trước cái nhìn chăm chú của lâm động nàng lại khó lòng mở lời chỉ mơ hồ lắc đầu ta không biết ta không biết nàng nói thế có phải muốn ta biết khó mà lui không nhưng chuyện đã ta đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi nếu sư phụ nàng muốn ngăn cản thì hãy đợi ta mạnh hơn sư phụ nàng rồi ta sẽ cướp nàng khỏi Cửu Thiên Thái Thanh cung." Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, cười nói, "Rõ ràng Lăng Thanh Trúc bị câu nói đó khiến cho dở khóc dở cười, lắc đầu bất lực, nói, "Cho dù trưởng giáo ứng huyền tử của đạo tông gặp sư phụ ta, cũng phải nhún nhường vài phần, ngươi chọn nhầm mục tiêu rồi." Lâm Động cười, cũng không nói gì thêm, hắn cũng có thể cảm nhận được tâm cảnh phức tạp của Lăng Thanh Trúc đối với mình. Điều này thật ra đã là rất tốt rồi, ít nhất thì khi nàng đối xử với hắn không lạnh nhạt xa cách như với các nam tử khác dưới đáy hồ. Cảm ơn ngươi, Lăng Thanh Trúc đổi giọng, nói. Sao nàng lại động vào thứ đó? Lâm động nhíu mày, nếu Lăng Thanh Trúc muốn trị thương, thì chỉ cần ở trong hồ là được sao lại phải xuống tận dưới đáy. Bộ hài cốt đó có lẽ có liên quan gì đó với cửu thiên thái thanh cung. Sau khi xuống đó, ta đột nhiên nghe được tiếng gọi mơ hồ, nhưng không ngờ nó lại muốn đoạt lấy sức sống của ta. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, nói. Có liên quan đến cứu thiên thái thanh cung, lâm động thoáng khượng người, Thời gian tồn tại của bộ hài cốt đó rõ ràng lâu đời hơn, cửu thiên thái thanh cung rất nhiều, vì thế có lẽ hai bên không có liên hệ trực tiếp, xem ra là liên quan về công pháp vũ kỹ. Chẳng trách mà đạo linh ấn kia lại chui vào cơ thể của nàng. Lăng Thanh Trúc gật đầu, nàng có thể cảm nhận trong người mình có thêm một đạo linh ấn. Nhưng đó cũng coi như là cơ duyên không nhỏ của nàng. Xem ra sau này Thái Thanh Tiên chỉ cũng mất tác dụng rồi. Lâm Động có chút tiếc nuối nhìn Thái Thanh Tiên chỉ. Ánh sáng thất sắc trong nó đang dần dần tan đi, Thái Thanh Tiên Trì xuất hiện ở dị ma vực hiển nhiên là nhờ bộ hài cốt kia bảo vệ, nhưng giờ bộ hài cốt đã tan biến, có lẽ sau này nó sẽ ma khí xâm thực. Lăng Thanh Trúc gật đầu, rồi đứng dậy nói, chúng ta cũng đi thôi. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, bọn họ cũng không cần ở lại đây nữa. Lâm Động cũng gật đầu cười, vung tay lên, một đạo hắc quang từ xa lao tới, cuối cùng được thu vào túi càn khôn, chính là cỗ ma thi lúc trước đã dụ đầu quái xa đi. Hai người chuẩn bị lên đường, đột nhiên thần sắc Lăng Thanh Trúc bỗng thay đổi, vung tay lên, một đạo kim quang từ phía trước bắn thẳng vào tay nàng. đây là nguyên thần truyền tin của cửu thiên thái thanh cung ta, xảy ra chuyện gì rồi sao? lăng thanh trúc đón lấy đạo kim quang, cặp mày khẽ lại, ngón tay điểm nhẹ lên chán, nhất thời sắc mặt có chút thay đổi. sao vậy? người cửu thiên thái thanh cung xảy ra chuyện gì sao? lâm động ngạc nhiên hỏi. không, lăng thanh trúc lắc đầu, nhìn lâm động, do dự một chút sau đó mới nói, hình như bọn nguyên môn đã ra tay động thủ với đệ tử đạo tông rồi. Chương 797: Khai chiến. Khi nói ra câu ấy, Lăng Thanh Trúc có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt Lâm Động dần dần thu lại, trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra từng luồng sát ý dâng trào. "Có chuyện gì?" Lâm Động trầm giọng hỏi. Hình như hai ngày trước Nguyên môn và đạo tông đụng độ nhau, bởi vì một số tranh chấp gì đó mà bọn Nguyên thương đã ra tay. Lăng Thanh Trúc ngập ngừng nói, "Chắc chắn do bọn Nguyên môn khiêu khích trước." Dù gì thực lực đệ tử đạo tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ là Lâm động lại không có mặt ở đó, cho dù có gặp Nguyên môn thì có lẽ bọn họ sẽ nhún nhường một chút. Vì vậy chắc chắn chuyện này do bọn Nguyên môn cố ý gây ra. Sau khi hai bên giao thủ, hai ngày nay các đệ tử đạo tông đã tiến gần tới truyền tống trận địa vực, còn Nguyên môn thì đuổi theo quyết không tha, xem ra bọn chúng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Đệ tử đạo tông có bị thương vong không? Ánh mắt Lâm động lạnh băng hỏi có thần khôi trợ giúp tạm thời chặn được nguyên thương, giảm được không ít áp lực. Nhưng nghe nói có chút thương vong, Lăng Thanh Trúc trần trừ một chút, cuối cùng không giấu diếm, nói. Quỳnh, ngay khi nàng vừa dứt lời, sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người lâm động. Sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn, dường như hắn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Đạo Tông, và tiếng cười ngông cuồng của bọn nguyên môn. Bọn tạp chủng, thân thể lâm động rung lên, hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng hắn không ngờ Nguyên Môn lại nóng vội ra tay ngay lúc này. Nguyên Môn và Đạo Tông đã đánh nhau mấy ngày rồi, chúng ta lập tức đến truyền tống trận địa vực chứ? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc tối tăm, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ ngầu, gương mặt vô cùng đáng sợ. Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể của đệ tử Đạo Tông ra sao, nhưng hắn biết, dù cho bất cứ ai trong số bọn thanh đàn, ứng hoan hoan xảy ra chuyện gì, lần này hắn nhất định sẽ tắm máu nguyên môn không chừa lại bất cứ một ai sát khí nồng đậm lan tỏa ra từ cơ thể lâm động thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám ma quái trong dị ma vực nữa từ đây đến truyền thống trận địa vực phải mất bao lâu lâm động hỏi năm ngày nhưng nếu chúng ta đi hết sức thì có lẽ ba ngày là đuổi kịp lăng thanh trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói vậy đi thôi đôi cánh long rực răng rộng sau đó hắn không nói gì thêm thân hình biến thành một đạo thanh quang xé tan màn đêm lao đi lăng thanh trúc nhìn theo lâm động trong lòng không khỏi căng thẳng Đôi mắt ánh lên chút lo lắng, từ khi cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nàng đã biết Nguyên Môn và Đạo Tông tuyệt đối không thể nào hòa bình mà rời khỏi. Lần trước Đạo Tông đã tổn thất nghiêm trọng, ngay cả đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị Nguyên Môn giết chết, mà lần này có lẽ còn ác liệt hơn lần trước. Trong các cuộc thi đấu tông phái ở những năm trước, Nguyên Môn toàn chiếm thế thượng phong so với Đạo Tông, nhưng lần này, tuy về bề ngoài, đám đệ tử Nguyên Môn vẫn mạnh hơn so với Đạo Tông, nhưng Đạo Tông lại có lâm động bình thường nhìn có vẻ hiền lành nhưng có thể lập tức trở mặt biến thành một sát thần. Hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc thi đấu lần này. Nếu nguyên môn coi thường thì e sẽ phải trả giá đắt. Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt giữ dàn đầy sát khí của Lâm Động, nàng biết có lẽ cuộc thi đấu tông phái, lần này sẽ khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều nữa, đóa thanh liên hiện ra dưới chân nàng, rồi toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Bạn đang đọc truyện được copy tại o không o vút trên bầu trời u ám hai đạo hồng quang bay qua với tốc độ kinh người gây lên áp lực khiến mặt đất cũng phải nứt ra thành một đường rãnh sâu đó chính là lâm động và lăng thanh trúc đang bay ra từ sâu trong dị ma vực bọn họ đã lên đường được hai ngày rồi và gần như không hề nghỉ ngơi thanh quang bao phủ quanh thân thể lâm động đôi cánh long rực sau lưng thỉnh thoảng đập mạnh tốc độ lập tức tăng lên rất nhanh gương mặt hắn lúc này vô cùng u ám trong hai ngày này bọn họ cũng gặp được người của những tông phái khác từ bọn họ lâm động cũng có được một số tin tức về nguyên môn và đạo tông hai bên chiến đấu một đuổi một lùi bên truy kích đương nhiên là nguyên môn còn bên rút lui là đạo tông rõ ràng là đạo tông cố gắng phòng ngự trước sự tấn công như vũ bão của nguyên môn vừa chiến vừa lùi hoặc có thể nói bọn họ đang chờ đợi chờ người có thể thống lĩnh bọn họ chiến đấu quay trở về lâm động chúng ta sắp đến truyền tống trận địa vực rồi lăng thanh trúc nhìn về phía xa rồi quay sang lâm động nói lâm động gật đầu cũng không nói gì cả nếu là trước đây chưa biết chừng lâm động sẽ trêu đùa vài câu với lăng thanh trúc nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng lăng thanh trúc cũng hiểu tâm trạng lâm động lúc này nàng trầm ngâm một lát rồi nói ta biết cuộc chiến giữa nguyên môn và đạo tông là khó tránh khỏi nhưng ngươi phải cẩn thận bọn nguyên thương ừm ánh mắt lâm động lay động trao mày nhìn lăng thanh trúc nói thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh tiểu thành trong số các đệ tử trẻ tuổi của cuộc thi đấu tông phái lần này người đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành có lẽ chỉ có ba người chính là nguyên thương lăng thanh trúc và thần khôi sinh huyền cảnh tiểu thành thật sự là khó đối phó nhưng nếu giao đấu thì lâm động sẽ khiến hắn phải trả cái giá mà nguyên thương không thể nào ngờ tới thực lực của nguyên thương đúng là sinh huyền cảnh tiểu thành nhưng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của tam tiểu vương hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu đối mặt với hắn ngay cả ta cũng không chút nắm chắc ngươi phải cẩn thận lăng thanh trúc trầm ngâm sau đó nói lâm động nhíu mày thực lực lăng thanh trúc tương đương nguyên thương nhưng lăng thanh trúc lại nói đối với hắn không chút nắm chắc xem ra nguyên thương không hề đơn giản chút nào cảm ơn nếu ngươi không cùng ta tìm thái thanh tiên trì thì chắc nguyên môn cũng không ra tay sớm như vậy ánh mắt lăng thanh trúc có chút áy náy nếu ta có mặt thì có lẽ bọn chúng không kéo dài lâu thế đâu lâm động lắc đầu nhìn về phía xa sát khí lại bùng phát bọn chúng chỉ đuổi mà không đánh có lẽ là muốn ép ta phải ra mặt ha ha xem ra nguyên thương hận ta đến xương tủy rồi cũng tốt nếu ngươi đã muốn ép ta hiện thân thì lần này ta sẽ chơi với các ngươi một trận nhưng thứ đánh cược của ta trước nay đều không nhỏ lần này hãy dùng tính mạng của chúng ta mà đánh cược đi o không o truyền tống trận địa vực trong dị ma vực đây là một khu vực bãi đá rộng lớn vô số đỉnh núi lớn nhỏ đứng sừng sững khắp bốn phía thấp thoáng có sát khí tỏa ra từ những ngọn núi bao phủ lấy toàn bộ thiên địa trong khu đất này là biển người đông đúc vô số ánh mắt đang nhìn về sau đột nhiên trong không trung có tiếng xe gió vang lên, sau đó bọn họ thấy vài trăm thân ảnh đầy mùi tanh nồng xuất hiện. Người của đạo tông, nhìn đám người đó, không gian lập tức vang lên tiếng dao động thở dài. Trận chiến giữa đạo tông và nguyên môn đã lan truyền khắp dị ma vực. Dừng lại, ứng tiếu tiếu ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, vẫy tay hô lớn. Phía sau, các đệ tử đạo tông lập tức dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ha <laughs> ha, khi các đệ tử đạo tông dừng lại, trong một ngọn núi ở phía trước bỗng vang ra một tiếng cười lạnh lùng sau đó rất nhiều thân ảnh lao ra từ bốn phương tám hướng cuối cùng xếp thành hình bán nguyệt chặn phía trước đám đệ tử đạo tông nguyên thương ứng tiếu tiếu nhìn ba kẻ đứng trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh băng đôi tay nắm chặt lại ép các ngươi thành thế này rồi thế nhưng không ngờ hắn vẫn không chịu hiện thân ha ha thật là biết nhẫn nhịn xem ra ngạo khí ban đầu của hắn đã bay mất hết rồi nhưng nếu hắn đã không chịu hiện thân thì ta đành phải xả hận lên đầu các ngươi thôi trên đỉnh núi Nguyên Thương mỉm cười nhìn đám đệ tử đạo tông, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Chương 798: Giải quyết ân oán. Sát khí nhất thời lan tỏa ra khắp không gian, dường như không khí cũng đặc quánh lại. Ở đây cách truyền tống trận của dị ma vực không xa, vì thế cơ bản nơi này là địa điểm tiến hành giai đoạn cuối của cuộc thi đấu tông phái rồi. Nhưng rất nhiều người đều biết, trò vui bây giờ mới bắt đầu. Giữa bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực đều có sự cạnh tranh. Các bên cũng có thể coi là đối thủ lẫn nhau, nhưng thường thì có chút áp chế, không quá mức quyết tuyệt, ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông gia. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất tại Đông Huyền vực, hành sự đương nhiên phi thường bá đạo. Về điểm này, các tông phái khác mặc dù rất bất mãn nhưng không có cách nào, dù gì thực lực Nguyên Môn quá mạnh, ba đại trưởng giáo của bọn chúng lại càng uy danh hiển hách. Thực lực của Đạo Tông tuy kém hơn so với Nguyên Môn một chút, nhưng cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, đương nhiên bọn họ cũng không phải loại tầm thường. Hai bên trước nay luôn có ân oán, nhưng nó chỉ được thật sự khuếch đại vào 100 năm trước, khi đạo tông xuất hiện một gã Chu Thông. Người ngoài thật ra không được biết nhiều về chuyện năm đó, bọn họ chỉ biết từ sau khi đạo tông có Chu Thông, mọi danh tiếng của các đệ tử trẻ tuổi năm đó đều tụ tập lại trên người hắn. Thậm chí ngay cả Tam tiểu vương của nguyên môn cũng chịu thiệt thòi dưới tay Chu Thông. Trong cuộc thi đấu tông phái năm đó thì càng thảm hại, Tam tiểu vương dưới tay của Chu Thông, một chết, một bị trọng thương, một tháo chạy cuộc thi đấu tông phái lần đó có lẽ là lần mà các đệ tử đạo tông được mở mày mở mặt nhất tuy bọn họ cũng có thiệt hại nhưng so với nguyên môn thì chẳng là gì sau đó dường như lại xảy ra một số chuyện xung đột cá nhân khác đột nhiên có tin gây chấn động lan truyền đệ tử đạo tông là chu thông một mình xông vào nguyên môn giết chết ba đại trưởng lão của nguyên môn xới tung cả nguyên môn cuối cùng ép cả trưởng giáo nguyên môn phải đích thân ra tay mới giết được hắn chuyện này thật sự đã gây một làn sóng chấn động cả đông huyền vực Tất cả đều sững sờ về sự cường hãn của Chu Thông, rốt cuộc hắn mạnh mẽ đến mức nào, thì mới đơn thương độc mã xông thẳng vào tổng bộ Nguyên Môn, gây nên chuyện kinh thiên động địa như thế. Cái chết của Chu Thông cũng khiến cho đạo tông phẫn nộ. Năm đó Chu Thông có địa vị vô cùng cao quý trong mắt các đệ tử đạo tông. Vì thế khi tin tức trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay giết chết Chu Thông lan ra, đám đệ tử đạo tông đã triệt để bạo động. Trong tông phái sôi sục ý chí báo thù. Lúc đó Nguyên Môn và đạo tông đã ở gần kề với giới hạn khai chiến. Ai cũng biết hai tông phái siêu cấp này mà khai chiến thì sẽ ác liệt đến mức nào. Nhưng cuối cùng trận đại chiến đã không xảy ra. Dưới sự áp chế của ứng huyền tử và những cao tầng khác trong tông phái, chuyện này đã được tạm thời dập tắt. Thế nhưng có những mối thù không thể xóa nhòa theo thời gian, mà ngược lại còn sâu sắc hơn. Vì thế dù đại chiến nguyên môn, đạo tông không bùng nổ nhưng mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân khiến mỗi lần chạm chán, trong cuộc thi đấu tông phái là hai bên không thể kết thúc một cách hòa bình. Ví dụ như trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, mặc dù đệ tử đạo tông đã chủ động nhận thua, nhưng nguyên môn vẫn ra tay giết chết đại sư tỷ thiên điện hồi đó, cũng chính là tỷ tỷ của vương diêm. Ân, oán thù hận cứ tích lại dần dần, mãi đến bây giờ, trên không trung và các đỉnh núi của địa vực có vô số đoàn người không phải thuộc phe nguyên môn và đạo tông đang tụ tập lại. Bọn họ nhìn sự đối đầu quen thuộc đó, đều thầm thở dài, xem ra cuộc thi đấu tông phái lần này không thể yên tĩnh được rồi chỉ không biết đạo tông liệu có thảm hại như lần trước hay không o không o trước những ánh mắt chăm chú của đám người xung quanh sắc mặt các đệ tử đạo tông mang đầy hận ý trừng trừng nhìn bọn người nguyên môn gương mặt ứng hoan hoan bao phủ đầy hàn khí nhìn tình hình trước mắt bàn tay nắm chặt lại nàng biết lúc này khó tránh khỏi một hồi đại chiến nguyên thương chỉ là một cuộc thi thôi có cần thiết phải thế này không thần khôi cho mày nhìn nguyên thương ở phía xa trầm giọng nói ha ha ta cũng không muốn thế này nhưng ta không thể nhịn được một số kẻ không ngừng khiêu khích nếu không động thủ có lẽ kẻ khác sẽ tưởng rằng ai cũng ức hiếp được nguyên môn ta nguyên thương lạnh lùng nói nhưng nếu thần khôi ngươi đã lên tiếng ta cũng không thể không nể mặt chỉ cần giao lâm động ra đây cho bọn ta tùy ý xử lý thì ra sẽ tuyệt đối không ra tay với bọn họ thế nào ngươi đừng nằm mơ ứng tiếu tiếu quát lên thần khôi sư huynh phí lời với hắn làm gì huynh mà giao lâm động ca ra thì huynh giao luôn muội đi cho xong thanh đàn trợn mắt với thần khôi. Thần khôi cười khổ, ta có nói giao lâm động huynh đệ ra đâu, dứt lời. Hắn nhìn nguyên thương, nhún vai, vậy xem ra chẳng còn gì nói được nữa. Hừ, bọn ta nể mặt mà không biết điều. Ứng tiếu tiếu, có lẽ ngươi cũng biết nếu động thủ thì các ngươi sẽ phải trả giá đắt thế nào. Ngươi chắc chắn làm vậy vì một tên lâm động chứ. Lôi thiên cười khẩy. Ngươi là cái thá gì? Muốn đạo tông ta trả giá, ta không tin, các ngươi làm được gì chứ. Ánh mắt vương diêm lạnh băng gầm lên, bại tướng dưới tay ta mà cũng ngông cuồng như vậy. Xem ra lần trước may mắn thoát nạn khiến ngươi có tự tin lên nhiều nhỉ. Lôi thiên nhìn vương diêm cười lạnh một tiếng. Ngươi thử xem, nguyên lực bùng phát từ cơ thể vương diêm, mức độ nguyên lực nồng đậm đã vượt qua cường giả cử nguyên nhất bàn đỉnh phong bình thường, dường như thấp thoáng còn có sinh khí lẫn trong đó. Thời gian gần đây Vương Diêm và ứng tiếu tiếu đều tiến hành luyện hóa sinh huyền đan, trong cơ thể đã sản sinh ra một chút sinh khí khiến bọn họ cũng đã chạm vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh thực lực đã cao hơn trước không ít. Thì ra nguyên lực cũng có chút tăng tiến, nhưng chút sinh khí đó chưa đủ tư cách nghênh ngang trước mặt ta. Lôi thiên cũng nhận ra thực lực vương diêm đã tăng lên, nhưng hắn vẫn cười mỉa mai. Giờ làm gì đây? Tiểu linh vương linh chân tay cầm quạt, nụ cười lạnh băng nhìn đám đệ tử đạo tông rồi quay sang nhìn nguyên thương, hỏi. Làm gì là làm gì? Bọn chúng đã không giao người thì không thể trách chúng ta ra tàn nhẫn. Nguyên thương lạnh lùng nói, sát ý tràn ngập trong mắt, trong cuộc thi đấu tông phái lần này bọn chúng đã không ít lần thua thiệt trước lâm động, thậm chí trong phần thiên cổ tàng. Linh bảo thuần nguyên phần thiên đỉnh vốn đã nằm trong tay, cuối cùng lại bị lâm động gây rối. về sau nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, thì có lẽ đã bị xích bảo nhân kia giết chết mất rồi. Với một người cao ngạo như nguyên thương thì điều đó hiển nhiên không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa, trong những cuộc thi đấu tông phái trước đây, có lần nào đạo tông không bị nguyên môn đánh? Cho tơi bời! lần này mà xảy ra điều ngoài ý muốn thì có lẽ danh tiếng của hắn trong nguyên môn cũng bị tổn hại không ít. Nếu đã vậy thì, động thủ thôi, Linh chân nghe vậy, nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Hắn vốn đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng của đám đệ tử đạo tông, rồi. Nguyên thương cười lạnh lùng, sau đó ba người bọn chúng bước ra, nguyên lực dâng trào, nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng trở nên sụp sôi. Những người ở quanh đó nhìn thấy thế, trong lòng cũng rung lên. Xem ra nguyên môn sắp động thủ rồi phù thần khôi thở hắt ra một hơi nhìn nguyên thương tiến lên một bước để nguyên thương cho ta đa tạ thần khôi huynh ứng tiếu tiếu nghe vậy có phần cảm kích lúc này lâm động không có mặt cũng chỉ có thể dựa vào thần khôi mới ngăn cản được nguyên thương mà thôi tin tức ở đây chắc cũng truyền khắp dị ma vực rồi có lẽ lâm động cũng đã biết chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc chắc hắn sẽ đến kịp thần khôi trần trừ một chút rồi gật đầu hắn từng thấy lâm động đối đầu với lôi thiên thực lực lâm động đúng là không tầm thường nhưng so với nguyên thương thì vẫn còn khoảng cách vì thế hắn không hiểu lắm về lòng tin của bọn ứng tiếu tiếu với lâm động nhưng dù vậy hắn cũng không nói gì thêm lôi thiên để ta đối phó tay vương diêm nắm chắc thanh trọng kiếm màu đen trầm giọng nói ứng tiếu tiếu khẽ gật rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tiểu linh vương linh chân với ánh mắt băng hàn vậy để linh chân cho ta hoan hoan thanh diệp cùng các đệ tử khác chặn đám đệ tử nguyên môn còn lại ứng hoan hoan và thanh diệp cùng gật mạnh Ứng Hoan Hoan đưa tay ra, Thiên Hoàng cầm xuất hiện. Nguồn chuyện, chưa bị sư huynh đệ, Ứng Tiếu Tiếu hít sâu một hơi không khí, dường như cũng đã lạnh lẽo hơn vì sự căng thẳng lúc này, ánh mắt quét qua từng gương mặt đệ tử đạo tông. Vì một đạo tông cường hãn, ánh mắt toàn thể đệ tử đạo tông lúc này đều dâng tràn sự cuồng nhiệt, cùng đồng thanh hô vang, vì một đạo tông cường hãn. Chương 799, cuộc chiến giữa các đệ tử. Vô số ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung về phía các đệ tử đạo tông. Trên gương mặt bọn họ không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại có sự điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thương nhìn đám đệ tử đạo tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên rồi phẩy tay, "Động thủ, uỳnh." Hắn vừa dứt lời, chỗ đệ tử nguyên môn lập tức bùng phát nguyên lực cuồng bạo, ánh mắt đều đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau Nguyên Thương là sáu đại linh tướng, bọn chúng lập tức xông lên, phía sau nữa là các đệ tử nguyên môn ảo lên như thủy triều. "Giết!" Ánh mắt thanh diệp đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi lao lên trước đệ tử hai bên sông vào nhau không khí lập tức căng như dây đàn sát khí lan tỏa khắp nơi vô số ánh mắt mang vẻ nặng nề và chấn động nhìn hai dòng hồng lưu lao thẳng vào nhau bùm vào khoảnh khắc va chạm nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn trào vô số đạo vũ kỹ mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích kẻ địch lúc này đã không còn bất cứ sự nương tay nào nữa vẻ mặt ba người bọn nguyên thương lạnh lùng nhìn sau đó chậm chậm bước ra dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lùi phù thần khôi ứng tiếu tiếu vương diêm từ xa nhìn ba người bọn nguyên thương đang tiến lại gần hít vào một hơi sâu rồi biến thành lưu quang bay tới huynh đối phó với thần khôi không vấn đề gì chứ giờ rất nhiều người cho rằng ngay cả huynh cũng không làm được gì hắn linh chân nhìn nguyên thương cười nói từ giờ về sau sẽ không có ai nghĩ thế được nữa nguyên thương lạnh lùng nói vậy giao vương diêm cho ta lần này ra sẽ không để hắn chạy thoát lần nữa lôi thiên hầm hầm nhìn vương diêm vậy ta sẽ đối phó ứng tiếu tiếu thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh chân khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười nói. Ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết. Nguyên thương cho mày rồi biến thành một đạo lưu quang chặn đường thần khôi. Tiếp đó Linh chân và lôi thiên cũng động thân, xuất hiện trước mặt ứng tiếu tiếu và vương diêm. Vương diêm, để xem lát nữa ngươi có ngông cùng trước mặt ta được nữa không? Lôi thiên chặn vương diêm lại, cười lạnh đầy mỉa mai. Ánh mắt vương diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành tàn ảnh lao tới, kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng Lôi Thiên mà đâm tới. Hừ, Lôi Thiên thấy thế chỉ hừ một tiếng, một thanh ngân đao xuất hiện trong tay, hắn không hề có ý tránh né công kích của Vương Diêm, mà là bước chân ra chém đao xuống. Keng, âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa và kình phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh liền triển khai trận chiến sinh tử. Bạn đang đọc truyện tại vkvkvk. Chuyện full ha ha đúng là quá mức nôn nóng rồi. Linh chân nhìn hai người trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi mỉm cười, rồi nhìn ứng tiếu tiếu, lịch sự nho nhã nói, tại hạ Linh chân từ lâu đã nghe danh đại sư tỷ thiên điện đạo tông ứng tiếu tiếu, hôm nay, vút, thế nhưng hắn chưa nói chọn câu, thì ứng tiếu tiếu đã cầm thanh kiếm thanh phong bay vút tới, kiếm kình mạnh mẽ không chút nương tình nhằm thẳng vào những yếu huyệt của Linh chân mà đâm vào, thì ra nàng còn nôn nóng hơn bọn họ nữa. Ha ha ha, Linh Chân cười dài một tiếng, bàn tay cầm quạt xoay một cái, ánh sáng tỏa ra biến lớn ra thành một tấm lá chắn chặn hết kiếm kình của Ứng Tiếu Tiếu. "Đã vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác." Linh Chân nheo mắt, hàn quang lóe lên, khẽ cười rồi biến thành quang ảnh, cây quạt. Điểm lên không, kình phong sẽ tan không khí ập tới Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn để đỡ đòn. Khi chiến hỏa đang lan tỏa khắp thiên địa, ở giữa trung tâm, hai thân ảnh đang đứng đối diện cách nhau không đến 10 trượng, từ hai người đều tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh đó chính là Thần Khôi và Nguyên Thương, mọi ánh mắt đều xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn, đổ dồn lên hai người. Danh tiếng của hai người đều vang dội như sấm ở Đông Huyền vực, một người xếp hạng đầu trong tông phái thông tập bảng, một người là thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên môn, cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hãn, nghe nói đã đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành về thực lực của hai bên mọi người cũng còn nhiều tranh luận tuy hai người từng giao đấu nhưng chưa phải dùng toàn lực kết cục cũng chỉ có thể là chưa phân cao thấp vì thế với trận giao chiến này rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ bọn họ rất muốn biết rốt cuộc hai con người đều có danh tiếng trong đông huyền vực này ai là người mạnh hơn ngươi không nên nhúng tay vào việc giữa nguyên môn và đạo tông nguyên thương nhìn thần khôi rồi liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp không gian nhưng hắn cũng không vội ra tay ngữ khí lạnh lùng nói ha ha ta muốn làm gì có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của ngươi, thần khôi cười nhạt, gương mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ nhìn vô cùng âm u đầy quỷ khí. hắn đứng đầu trong tông phái thông tập bảng, đương nhiên không phải tầm thường, kẻ khác có thể e rè nguyên thương, chứ hắn thì không. nguyên thương nghe vậy, không khỏi lắc đầu, hàn ý trong mắt dần dâng tràn. trận đấu vội vàng năm đó dường như vẫn chưa thật thỏa mãn, hôm nay hãy kết thúc nó đi. ta rất vui lòng về chuyện này, thần khôi nói nguyên thương cười lạnh giang tay ra nguyên lực lập tức trào dâng như thủy triều ào ào lên sau lưng thần khôi thấy vậy ánh mắt lấp lánh tinh quang nguyên lực màu xám đen cũng lan tỏa khắp quanh người cả hai đều đạt đến tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên hơn vô số lần so với các đệ tử khác tin ta đi người chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định của mình nguyên thương trầm trầm nắm tay lại một thanh thiết kiếm màu đen hiện ra hắn nhìn thần khôi với ánh mắt lấp lánh tinh quang quỷ dị giờ nói vậy còn hơi sớm tay thần khôi cũng xuất hiện thanh đại đao lưỡi cưa màu đen có hoa văn mặt quỷ đại đao dâng cao chỉ về phía nguyên thương cười lạnh nói động thủ đi để ta xem tiểu nguyên vương thủ lĩnh của tam tiểu vương nguyên môn rốt cuộc mạnh đến mức nào nguyên thương nhìn thần khôi khóe miệng nhếch lên sau đó một đạo tàn ảnh hiện ra nguyên lực bùng phát toàn thân hắn biến thành quang ảnh lao tới cuộc chiến kinh người đã bắt đầu chương tám trăm hỗn chiến nguyên lực cuồng bạo điên cuồng bùng nổ Mùi máu tanh nồng cùng sát ý lan tỏa khắp thiên địa, bầu trời dường như cũng bị nhuộm một màu đỏ sẫm. Trong khu đất rộng lớn này đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn, hai luồng hồng lưu lao vào nhau, nguyên lực vận chuyển, đủ mọi loại vũ khí được thi triển, hai bên mắt đỏ ngầu lao vào đối phương. Trận hỗn chiến này chỉ có thể dùng hai từ ác liệt để hình dung, ánh sáng đỏ rực cháy bừng bừng trong chiến trường, Ứng Hoan Hoan ngồi trong quần sáng, thiên hoàng cầm đặt trên đùi, bàn tay ngọc ngà lấp lánh ánh huỳnh quang đặt trên dây đàn phía trước ứng hoan hoan lúc này có hai kẻ đang cười lạnh, bọn chúng đều là linh tướng của nguyên môn, thực lực đã là cử nguyên nhất bàn, chỉ trong mấy phút trước đó đã đánh trọng thương hơn chục đệ tử của đạo tông. Giải quyết à ta đi, bọn chúng nhìn ứng hoan hoan đang chắn phía trước, nhìn nhau một cái rồi cùng lao tới. Nhìn gương mặt đầy hung khí của bọn chúng, vẻ mặt hoạt bát của ứng hoan hoan cũng bị phủ một lớp băng lạnh, đôi mắt nhìn hai linh tướng nguyên môn ánh lên sắc lam lạnh lẽo. Ngón tay thon dài gảy dây, tiếng đàn vọng ra, hai làn sóng âm vô cùng cuồng bạo bắn ra, lao thẳng về phía hai thân ảnh đang xông tới với tốc độ kinh người. Bùm, sóng âm nổ tung trên người hai gã linh tướng, sức mạnh cuồng bạo đánh bật bọn chúng về sau, khi rơi xuống đất vẻ mặt bọn chúng đầy ngưng trọng. Ứng hoan hoan hiện giờ cũng là cử nguyên niết bàn, cộng với thiên hoàng cầm là nàng có thể một mình chặn đứng hai gã linh tướng, của nguyên môn. Món nợ đả thương đệ tử đạo tông, giờ các ngươi phải trả hết hàn khí bao phủ lấy gương mặt ứng hoan hoan ánh mắt lạnh băng nhìn hai kẻ kia ngón tay gẩy mạnh ánh sáng đỏ rực mang theo làn sóng âm trong trẻo vang lên làn sóng công kích ập tới nguyên môn còn có bốn linh tướng nữa thanh đàn nhìn chỗ ứng hoan hoan ánh mắt u tối nhìn bốn hướng khác ở đó đệ tử nguyên môn dưới sự chỉ huy của bốn linh tướng còn lại thanh thế đang vô cùng mạnh mẽ ta đi đối phó một tên đại sư huynh hồng điện mục lực trầm giọng nói thực lực của hắn cũng có thể sánh ngang với cường giả cử nguyên niết bàn tuy chưa chắc đánh bại đối phương nhưng chắc ngăn cản cũng không có vấn đề gì ta cũng chỉ đối phó được một tên thanh diệp nghiến răng gần đây hắn cũng đã thành công vượt qua niết bàn kiếp trở thành cử nguyên niết bàn thực lực đó cũng chỉ có thể đối phó với một gã linh tướng dù sao thì hắn cũng không có sự trợ giúp của linh bảo thuần nguyên còn hai tên nữa làm sao đây mục lực cho mày đệ tử bình thường rất khó đối phó được với cường giả cử nguyên niết bàn nếu để mặc không quản thì chắc sẽ khiến khí thế bị đả kích rất lớn thanh diệp cho mày cảm thấy bất lực thực lực nguyên môn vốn đã hơn bọn họ lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức hai tên cuối cùng để ta khi đó một giọng nói trong trẻo vang lên thanh diệp nhìn thấy nàng thiếu nữ mặc váy đen thân hình mảnh rẻ tay cầm một lưỡi liềm tạo hình khoa trương bước tới chính là thanh đàn nàng hai người bọn thanh diệp kinh ngạc nhìn thanh đàn để ta đối phó với bọn chúng thanh đàn nhìn hai gã linh tướng của nguyên môn tay nắm chặt lưỡi liềm nói lại lần nữa nàng có được không vậy Thanh Diệp không kìm được hỏi nhỏ, hắn cũng lo lắng lỡ chẳng may có chuyện gì thì không biết phải giải thích sao với Lâm Động. Thanh Đàn nhìn hắn không nói gì, sau đó Thanh Diệp chợt nhìn thấy một luồng hắc quang cuồng liệt tỏa ra từ trong cơ thể nàng, những nơi hắc quang lan tới không khí dường như đông cứng lại. Nguyên lực thật mạnh mẽ, hai người Thanh Diệp kinh ngạc nhìn Thanh Đàn được bao bọc trong hắc quang, nguyên lực của nàng dường như khác hẳn với bọn họ, nguyên lực của bọn họ là sự hòa lẫn âm dương, nhưng nguyên lực của Thanh Đàn lại thuần túy là âm hàn. Ta đi đây. Thanh đàn nói một câu rồi lập tức biến thành hắc quang, vung lưỡi liềm lên, hai đạo hắc quang âm hàn lao thẳng tới hai linh tướng của Nguyên Môn. Hừ, nha đầu ở đâu tới tìm cái chết? Hai gã linh tướng nhìn thấy thanh đàn lại chủ động tấn công mình thì cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trưởng phong mạnh mẽ như hổ vồ mồi ập tới. Xoẹt xoẹt, đối mặt với công kích của hai gã linh tướng, thanh đàn cũng không hề tránh né, lưỡi liềm đen lấp lánh hàn quang rồi chém mạnh xuống. Phụt, chỉ thấy lưỡi liềm rạch ra tan không gian, lưỡi liềm sắc bén lóe lên một cái, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu một gã linh tướng, dường như công kích của thanh đàn có thể xuyên qua không gian. Keng, một đạo kiếm quang từ một bên bắn tới, vừa hay chặn đứng được lưỡi liềm đang chém xuống. Trong nháy mắt gã linh tướng lùi nhanh về phía sau, nhưng đỉnh đầu của hắn vẫn bị cứa mất một mẩu thịt, máu tươi tuôn chảy ra. Cẩn thận, lưỡi liềm trong tay ả ta có chút cổ quái, gã linh tướng còn lại thấy vậy, trầm giọng nói: Thanh đàn nhìn hai kẻ đó, cũng không nói gì, lưỡi liềm lại vung lên, kình phong mạnh mẽ lại bùng phát ập tới. Hai gã linh tướng cũng không dám chậm trễ, toàn lực ngưng thần nghênh chiến. Chúng ta cũng động thủ. Hai người Thanh Diệp thấy Thanh đàn đã chặn đứng được hai gã linh tướng, liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi cùng bay vào chiến trường chặn hai gã linh tướng còn lại. Uỳnh uỳnh, trong cả không gian, tiếng sát phạt vang tận trời xanh. Mắt ai cũng đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại có người bị đánh hộc máu bay ra ngoài, không biết sống chết ra sao hai bên giao thủ không hề có chút nương tình nào, đây hoàn toàn là sự chiến đấu thật sự giữa hai bên thù địch sâu nặng. Trên ngọn núi cách đó không xa, đoàn đệ tử cửu thiên thái thanh cung đứng trên đó, ánh mắt đều rung động nhìn trận quyết chiến sinh tử giữa hai tông phái bên dưới. Quả nhiên ân oán giữa đạo tông và nguyên môn đã không thể điều hòa được nữa, có người cảm thán. Mỗi lần cuộc thi đấu tông phái diễn ra, đệ tử đạo tông và nguyên môn cũng đối địch cực kỳ ác liệt. Thực lực chỉnh thể đệ tử nguyên môn mạnh hơn một chút, đạo tông liều mạng như vậy rất không sáng suốt. Vẻ mặt ngô quần nặng nề nói. Đúng vậy, hơn nữa lâm động của đạo tông lúc này không biết đã đi đâu. Không phải sợ nguyên thương không dám hiện thân nữa chứ, một người nói xen vào. Lâm động đại ca không sợ nguyên thương, lập tức có tiếng phản bác hắn, kẻ đó nhìn sang thì thấy Tô Nhu, gương mặt đầy nộ khí nhìn hắn chằm chằm, hắn cười khan không dám nói gì thêm. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử đạo tông cũng đang dần dần xuất hiện thương vong, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến Tô Nhu biết rằng đây chính là chiến trường thật sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ thần khôi và nguyên thương. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn không trung. Nơi đó nguyên lực đang cuồn cuộn, hai thân ảnh đan xen nhau nhanh như chớp giật, mỗi lần va chạm là vang lên tiếng nổ như sấm rền. Ngô Quần sư huynh, giữa bọn họ, ai có khả năng thắng hơn? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quần lưỡng lự một chút, rồi mới nói, Thanh Trúc từng nói, Nguyên thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù là nàng ấy cũng khó lòng thắng hắn. Mặc dù thần khôi danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng có lẽ nguyên thương có khả năng chiến thắng hơn. Tô Nhu ở bên cạnh nghe thất vậy, trong lòng khẽ run lên, bàn tay nắm chặt, nàng nghiêng đầu nhìn phía chân trời đầy lo lắng. Nàng biết nếu thần khôi bại trong tay nguyên thương thì đạo tông có lẽ sẽ nguy hiểm. Lâm động đại ca, huynh mau quay lại đi, o không o ở phía xa trận đại chiến, hai đạo lưu quang đang đuổi theo thời gian để bay tới tạo nên những âm thanh trầm đục nổ vang, gây sự chú ý cho những người phía dưới. Sắc mặt Lâm Động căng thẳng nhìn về phía trước, bầu trời nơi đó dường như lan tỏa mùi tanh nồng của huyết tinh. Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ nhất định đang đợi ta, Lâm Động nắm chặt tay, đôi cánh long rực đập mạnh, tốc độ lập tức tăng lên mức cao nhất,